À, em có biết đường vào team em ở đâu không? À, sơ cổ cây ý anh ạ, sơ cổ cây. Đó đâu nhỉ? Ừ, anh cảm ơn. Anh xin lỗi. Đúng. Không cắt được ấy. Cảm ơn nhé. Em có buồn không? Không. Tại sao không? Vì muốn thế. Nhưng mà em có giận anh không? Không. Cho anh xin số nhé. Không. Thì anh cũng có quen em đâu. Đúng này. Thì bây giờ anh phải làm quen đi. Tất cả đều đúng. Tại vì cái này à? Không. Ổn điêu đi. Nhưng mà nó đứt rồi. Thì ai được cắt vậy? Tại vì anh muốn gây ấn tượng cho em ấy. Không ấn tượng bằng anh đúng không? Không. Quế. À. Thế bây giờ anh xin lỗi em được không? Được. Nhưng mà anh không phải xin lỗi Xuông. Cái đấy có dùng được không? Ừ. Đấy, mở ra đi. Ừ. Đấy, cầm kéo cho. Đấy. Được không? Thế lúc đầu là ghét anh lắm đúng không? Em tên là gì nhỉ? Như đúng không? Anh không lấy cái này nữa, em cầm đi. Như nhỉ? Vui chưa? Bây giờ anh đánh em cái được không? Hư thì đánh. Hàng ngoan đúng không? Đánh bằng môi nhá. Sắp đến Tết rồi đúng không? À, coi như cái này là cái món quà gì đấy để cho em đi chơi Tết nhá. Ừ. Cái cả gì nhỉ? Năm hết Tết đến rồi ấy. Thì anh mong em ấy sẽ có một năm êm đềm ấy. Được không? Như một đêm em nằm. Em ơi. Hả? À, mình đang kiếm cái này ấy. Kiếm cớ trà trộn team em ấy. Thông minh lắm. Em phải kẹo không? Em ạ. Ờ. Ờ. Sao mà anh nhìn em mà anh thấy nó ngọt nước kìa. Những lời lẽ đê tiện gì cũng nói ra được sao? Em muốn ăn kẹo không? Không, bị sâu răng á. Sâu răng á? Thế là ăn anh là bị sâu răng gì? Thế hai bạn đang đi đâu đấy? À, đang lưu giữ lại khoảnh khắc bố nó gặp mẹ nó. À, ý anh đang đi chụp hình rồi đúng không? Đúng rồi. À, em ơi. À, em thích ngọt nước đúng không? Là cái này này. Em muốn ăn không? Em muốn ăn. Mê trai là khổ nhất. Không, phải ăn kẹo trước.
Có ăn không? Không. Nhưng mà anh cho em ấy. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn. Anh cho bạn này nhé. Thế anh đến với bạn này trước nhé. Đủ mày anh. Thế thì chết. Này. Không, anh cho kẹo trước rồi cầm tay sau. Đây, thế với bạn này đi, cầm đi. Nào, nãy cho em đấy. Đấy, để anh đến với em trước. Đưa một được hai đúng không? À thôi, khi nào chia tay em thì sang bạn này cũng được. Anh nói đùa đấy, này, thôi anh cho thật. Đấy, cầm đi. Từng ai đủ ngọt nước chưa? Thế em tên gì nhỉ? Dạ, em tên Linh. À, người ta thì đàm tiếu linh tinh đúng không? Linh có nghĩa là lung linh hả anh? À, còn anh lại chỉ muốn yêu Linh đến già. Bạn tin rồi. Ơ, đi đâu ấy? Đi chơi ạ. Sao ở đây? Thì vừa nãy em đứng bên kia em thấy anh em nhảy qua luôn ạ. Sao bảo em đang ở trường? Thì từ trường về đây. Ôi vãi. Từ trường thấy chết rồi. Nghe nói anh ở đây chơi thì em qua đây chơi. Chết được rồi. Không? Chết rồi. Tao rồi. Anh đang đi chơi với mấy bạn này này. Chết rồi. Em đến đây làm gì? Tao này ở tình cảnh chứ tao đây. Rồi. Này chết anh rồi. Chết gì cơ? Anh đang gặp đối tác đi. Nên em lại làm này. Ừ. Đúng không? Ôi. Thế á? Chết rồi. Tính hai bạn đấy á. Không, đối tác thì bạn đối tác thì tập. Ôi giời ơi. Anh chưa cho em kẹo mà anh cho mấy bạn đấy kẹo á. Từ vì đối tác mà tức là không phải đâu chị, không phải đối tác đâu. Tại vì bạn ấy ngọt nước ấy. À quên. Không phải, có nghĩa là bọn anh đi đóng phim với nhau ấy. Tụi em không có đóng phim ra trường á. Mà anh đang quay TikTok với nhau mà. Ổn điêu đi. Nhưng mà anh làm em đau lòng. Thôi, nghe anh giải thích ạ. Không nghe nữa. Nhưng mà tại sao em lừa dối anh? Em có lừa dối anh đâu. Em bảo em ở trường với thằng nào cơ mà. Khó hiểu. Hay nhỉ. Thì vừa nãy em bảo anh ở trường, bây giờ em từ trường em qua đây em gặp anh còn gì nữa. Thế là em điêu anh rồi. Em phải để cho anh khoảng thời gian trống vắng để anh đến với người khác rồi anh mới quay lại được em. Để anh ra đây nói chuyện với em đã. Đấy đó, đối tác anh giận đấy. Anh quá đáng lắm luôn ý. Anh xin lỗi. Thôi về nhà mình sẽ tha lỗi cho nhau nhé. Hello anh em, anh à. Trên đầu tôi đây là một cái công viên châu Á đấy, ở Đà Nẵng. Và đi qua đây, tự nhiên thế. Đang ở công viên châu Á, các bạn đang ở đâu nhỉ? Ở trên đầu đẹp đúng không? Đẹp vãi luôn. Anh làm rơi điện thoại ạ. Em muốn xin số anh á? Anh có người yêu rồi. Người yêu anh đang gọi cho anh này. Anh làm rơi điện thoại. Anh biết là em xinh hơn người yêu anh mà. Khó hiểu. Nhưng mà anh có người yêu rồi, tôi đừng xin số anh nữa. Khổ thế nhỉ. Đây là người yêu anh đang xem này, nó mà thấy anh là nó giết anh đấy. Anh làm rơi điện thoại anh. Cái gì cơ? Anh không nghe thấy. Ừ, đây là anh đang phải giải thích cái bạn ý này, chứ giết anh bây giờ. Thôi có người yêu rồi, khổ quá. Thôi đừng theo đuổi nữa nhá. Thôi đừng theo đuổi nữa, có người yêu rồi. Người yêu đang nhìn thế này. Không, ý là ý cái gì? Có người yêu rồi. Anh xin lỗi em nhá. Thôi anh xin lỗi em. Khó hiểu. Anh bạn ấy cứ theo đuổi anh biết làm nào bây giờ. Hay để anh bỏ em nhá. Rồi bạn ấy cũng xinh mà. Sao em cho á? Ok. Để anh nói chuyện bạn ấy xem nào. Thôi được rồi nhá, anh để người yêu anh ấy. Ý là anh tháo tai nghe ra. Hả? Anh làm rơi điện thoại ạ, xong em nhặt cho anh ạ. Sao con này quen đấy nhỉ? Bruh. Máy đôi à? Anh có con này này. À ừ nhỉ. Của anh à? Dạ. Hỏng rồi. Em làm gì nó à? Em làm giúp anh ấy. Hỏng rồi.
Thế à? Em làm gì nói sao ấy? Vô lý! Em xem hộ em. Hỏng rồi. Hư cấu. Vẫn lướt được mà. Tại nó thiếu số em trong đấy đấy. Ủa, anh bảo anh có người yêu rồi ạ. Bằng. Thì anh vừa xin rồi. Xin quay lại gặp em ấy. Không nghe nó nhảm đấy. À, anh bỏ. Em không muốn làm trà xanh. À, anh bỏ rồi. Dạ không. Em không làm trà xanh đâu ạ. Em đẹp, em có quyền. Thì anh có người yêu rồi đúng không? Đây anh vừa có xong đấy. Hả? Dạ thôi ạ. Bằng. Anh thôi nhiều anh ạ. Ok, anh mời em anh thôi anh nhá. Thôi nhá, chúng mình không quen nhau. Không. Sao? Ý là thì đây máy anh vẫn đang hỏng ấy. Thì muốn lên duyên thì phải có số ấy. Em không có số ạ. À, em không có số đào hoa đúng không? Dạ. Em không có số đào hoa đúng không? Đúng rồi. Thì anh có số trung thủy ấy. Em tên gì nhỉ? À, em tên Uyên ạ. Em đi chơi à? À, đi chụp hình à? Chụp hình thì có cần thiết phải như gái Nhật này không? Hả? Đây là Hàn Quốc. À, Hàn Quốc à? Không phải gái Nhật đó à? Gái Hàn đó ạ. Hả? Anh số ạ. Không, anh lấy gái Nhật cơ. Ok, anh lại thấy em giống người yêu kiếp sau của anh. Có nghĩa không phải kiếp này. Cái này là người là vợ anh. Còn người yêu thì có thể bỏ ấy, còn vợ thì có thể ly dị. What the? Vợ thì có thể chung sống với nhau ấy, cả đời ấy. Đấy, để hết đời thì mình lại thành người yêu. Lươn lẹo. Em là Huyên đúng không? Ở đấy lại còn Uyên nữa chứ. Nghe lời mẹ khuyên ấy, bỏ Uyên là khờ. À, em biết anh rồi. Ai? Người yêu tiếp theo. Anh là ai? Dạ. Anh là ai? Anh là em không biết, em thấy con quen thôi. À, anh là I love you. Dã man. Sao? Dã man. À, em thích sự dã man á. À, mà em ở đâu nhỉ? Anh vào Đà Nẵng mà anh nghe thấy em giọng Bắc ấy. Em ở Đà Nẵng. Tim anh. Không ở Tim Anh. Có bảo Tim Anh đâu. Ờ, em nghe nhầm rồi. Khó hiểu. Không, anh có biết gì đâu. Tại vì ngày xưa anh kiểu tán người yêu cũ như thế. Nhưng mà người yêu anh không đổ ấy. Thế nên thành người yêu cũ. Ừ. Ờ, chưa đổ mà. Thì đấy, thì có đổ đâu. Thì là người yêu đơn phương ấy. Anh yêu đơn phương bạn ý. Nhưng mà bạn ý không yêu là anh ấy. Thế là người yêu cũ ạ. Thì là thành người yêu đơn phương cũ. Okay. Nhảm đấy. Còn em là người yêu hai phương mới. Uầy, sao em có cái xích này to thế? Ừ. Này là ốp. À, quên. Tưởng em giang hồ. Đeo cái xích to thế. Con gái gì mà đeo xích to thế. Con gái mà đeo xích to thế á. Giang hồ thế á. Đẹp phết nhỉ? Dạ. Ừ, trắng tinh khôi có khác. À. Quên, em có mấy người yêu rồi? Bí mật á. Mới có anh mà. Có nghĩa là anh yêu đơn phương, có nghĩa là anh đang quý em ấy. Yêu quý ấy. Còn sau này thì chúng mình là bạn thì chúng mình sẽ báo cho nhau ấy. Trên tình bạn ấy. Trên cả tình yêu luôn ấy. Kiểu anh bị bất ngờ ấy. Anh còn không thể... Hả? Tại sao bất ngờ? Bởi vì anh không biết là cái trên này ấy, có phải cái vòng quay mặt trời không hay là em... Úi xài. Anh không thấy mặt trời ở đâu luôn ấy. Này, nhìn mấy hướng anh không thấy mặt trời ở đâu rồi. Đấy, này, xuống đây lại thành sáng nhất. Chói lóa nhất luôn. Này, còn màu áo đôi luôn. Thảo đấy nhỉ? Tức là định mệnh ấy. Phải không? Thật là tuyệt vời. Em cười thêm cái nữa xem nào. Chào cậu. Anh đừng chỉ đến thế, em ngại lắm. Ờ, nhưng mà nó chói thật đấy. Thôi anh lên vòng quay mặt trời đấy. Ở đây chói mắt quá.
xong vẫn đi theo anh đấy. Có lên vào mặt trời không? Đấy, để có hai mặt trời ấy. Đi. Đi. Đi 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 đi. Lên đấy là mình tâm hự. Vào thôi, vào thôi. Đây mình quay xong các thứ, chụp các thứ bây giờ mới được đi. Bây giờ là 6 giờ đợi từ 4 giờ đến tận 6 giờ mới được đi ạ. Quay đẹp chưa? Tại vì em mới đợi mãi lúc đấy rồi đang có hai mặt trời, bây giờ thì chẳng còn mặt nào. Còn mỗi cái mặt này. Không quay mặt trời cả. Mọi người đang xem video clip, nếu mọi người thích video này cho mình một like và một subscribe. Ấn nút thông báo nhận thêm clip mới nhất từ bên mình. Và có ý tưởng gì hãy comment xuống dưới để mình thực hiện tiếp lần tiếp theo nha. Và chúng mình lại đi chơi tiếp công viên châu Á đây. Có thêm trò gì thì mình sẽ đi chơi nha. Cảm ơn các bạn.